Đây là một chiếc xe tải chở khí hóa lỏng bị ném đá trên tuyến đường quảng lộ Phụng Hiệp thuộc địa bàn của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Vị trí bị ném đá thì nằm ngay tầm mắt của tài xế và phải rất là may mắn thì chiếc xe này mới không bị tai nạn. Người bị nạn là một tài xế xe bồn chở khí hóa lỏng đi từ Cà Mau về Hậu Giang. Khoảng 12 giờ ngày 16 tháng 12, anh đang cho xe tăng tốc để kịp giao hàng thì bỗng một viên đá bay thẳng vào kính chắn gió và đập trúng vào mặt. Trước khi ngất đi, anh đã kịp giảm tốc độ và đạp thắng nên đã không có sự cố lớn xảy ra. Sau đó, người dân địa phương đã đưa anh vào viện cấp cứu. Liên tiếp những đêm sau, hàng loạt xe ô tô, xe tải cũng bị ném đá khi lưu thông trên tuyến đường này. Các tài xế cho biết thì đoạn đường mà họ bị ném đá nhiều nhất đó là cái đoạn qua huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Các đối tượng thường đi trên xe gắn máy, chạy ngược chiều với các xe tải, sau đó là dùng đá thủ sẵn ở trên người để ném vào kiến của các tài xế. Theo các tài xế, đầu năm 2018, tuyến quảng lộ Phụng Hiệp cũng xuất hiện một nhóm đối tượng chuyên ném đá, chặn xe ô tô để xin tiền. Do công an tỉnh Bạc Liêu tuần tra mật phục thường xuyên nên nhóm này tạm ngưng hoạt động một thời gian. Đến nay, chúng trở lại quậy phá trên tuyến lộ bằng cách ném đá vào ô tô, xe tải.